Xin chào các bạn, mình đang có ở đây chính là chiếc HTC U11. Có lẽ là về chiếc điện thoại này các bạn đã không còn lạ lẫm gì nhiều nữa rồi. Đã có khá là nhiều những video đến từ những cái kênh khác chia sẻ về máy, như là về thiết kế như nào, màn hình như nào hay là camera như thế nào. Video ngày hôm nay của mình sẽ khác đi một chút. Mình sẽ muốn nói về một cái tính năng giải trí mà có lẽ là sẽ nhiều bạn quan tâm nhưng là ít của bạn đánh giá. Đó chính là âm thanh. Ngay bây giờ thì hãy cùng mình đánh giá xem khả năng nghe nhạc và loa trên HTC U11 có tốt hay không và nó có đáng để các bạn trải nghiệm hay là không nhá. Lưu ý một chút là trong cái video này của mình thì mình sẽ chỉ đánh giá dựa trên tất cả những thứ mà các bạn có thể mua được ở chiếc U11 này, tức là máy, và chúng ta sẽ đánh giá tai nghe tặng kèm và chiếc cáp tặng kèm này mà thôi, chứ mình không sử dụng thêm bất cứ một cái phụ kiện gì bên ngoài hay là tai nghe gì bên ngoài. Đầu tiên thì mình sẽ muốn nói một chút đến cái trình phần mềm phát nhạc trên cái chiếc điện thoại này. Nếu như các bạn để ý thì mặc định chúng ta sẽ chỉ có cái play âm nhạc này mà thôi. Là mà cái này thì lại là của Google Play chứ không phải là của HTC. Mình thấy cực kỳ là lạ, tại vì là trước đây HTC có một cái ứng dụng phát nhạc rất là thú vị, nhưng mà từ cái phiên bản Android 5 hay 6 gì đó thì đã mất đi rồi. Mình khá là đáng tiếc. Thế nên mình đã thay thế vào đây, đó là mình cài cái ứng dụng Power Amp. Đây là một cái ứng dụng mình đã bỏ tiền mình mua và mình đánh giá rất cao cái ứng dụng này. Một thiết bị với phần cứng nghe nhạc tốt thì đương nhiên phần mềm cũng phải có một thứ gì đó để khai thác được toàn bộ sức mạnh nữa. Thế nên mình quyết định dùng Power Amp trong các bài đánh giá này nhá. Tiếp theo, về những cái phần tinh chỉnh về âm thanh thì các bạn sẽ có gì? Ở đây các bạn sẽ có HTC Boom Sound cho loa trong. Thì các bạn sẽ có hai chế độ, đó là chế độ dạp hát và chế độ nhạc. Và khi các bạn kết nối cái tai nghe đến, tai nghe USB Type-C kết nối đến, thì mặc định các bạn sẽ có một cái tính năng, đó là HTC Usonic với khả năng khử ồn chủ động. Và mình cực kỳ thích cái này một chỗ, đó là nó có thể tinh chỉnh cái khả năng khử ồn này theo tai của mỗi người. Tức là khi các bạn đeo tai nghe vào, đó, chúng ta bắt đầu quét, ngay lập tức nó sẽ tạo ra một cái profile để nó sẽ tùy chỉnh theo tai của từng người. Cái này nó sẽ sử dụng sóng siêu âm gì đó để mà nó cá nhân hóa của từng người khác nhau. Đó, các bạn thấy chưa? Đây nó sẽ có những cái tần số này. Của mình thì đã có một cái tần số sẵn ở đây rồi. Đó, thế nên mình sẽ không cần phải tinh chỉnh gì thêm. Bài test đầu tiên thì hãy cùng nói đến chất lượng của loa ngoài. Loa ngoài của HTC U11 nó sẽ là loa stereo. Bên dưới sẽ có một cái giải loa ở đây. Các bạn có thể thấy góc loa ở đây. Và bên trên này sẽ là một cái vị trí loa nữa. Ở cái vị trí loa thoại này các bạn đã không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Về chất lượng thì mình có thể nói rằng độ lớn nó không quá lớn, nhưng tất cả những chi tiết, những cái giải âm đều được thể hiện khá là tốt. Với cái loa stereo này thì nó sẽ có một cái âm thanh đa hướng hơn, rộng hơn, và nó sẽ tái tạo âm vòm, nói chung là vẫn đã hơn so với việc chỉ là loa mono một cạnh phía bên dưới, giống như phần lớn những chiếc điện thoại khác đang có mặt trên thị trường hiện tại. Chỉ có điều mình thấy hơi đáng tiếc một chút trên HTC 11, đó chính là cái âm bass. Có thể nói rằng âm bass nó vẫn có, nhưng mà nó vẫn có một chút gì đó thiếu lực. Và đây có lẽ là giới hạn phần cứng của những thiết bị điện thoại rồi. Một thiết bị mỏng manh như này, loa bé xíu như này sẽ rất khó để chiếc điện thoại này có thể tái tạo được tốt âm bass, như tức là âm trầm đó. Nên là các bạn cũng sẽ buộc phải chấp nhận vào thôi. Nhưng nói chung là giải trí, xem phim, nghe nhạc bằng loa ngoài trên HTC 11 vẫn rất là đã. Thứ hai, mình sẽ đến với đánh giá về tai nghe. Các bạn lưu ý là HTC 11 không có jack cắm tai nghe 3.5mm. Thế nên là các bạn, một là sử dụng cái tai nghe USB Type-C kèm theo ở đây, cắm vào. Hai là chúng ta sẽ sử dụng những cái chiếc tai nghe 3.5 thông qua một cái adapter. Và cái adapter này sẽ chuyển từ Type-C sang 3.5. Tuy nhiên thì với những thiết bị HTC hay là những thiết bị sử dụng cái cổng 3.5 hiện tại đang có mặt trên thị trường thì nó vẫn chưa đồng bộ được về cái phần cấu hình. Tức là mỗi hãng sản xuất sẽ có một cái tiêu chuẩn riêng, một cái kiểu làm cái jack này riêng. Thế nên là sẽ rất khó để mua và sử dụng nếu như các bạn bị mất đi cái cáp này. Thế nên bảo vệ cho kỹ nhá. Bây giờ mình sẽ đánh giá một chút về cái tai nghe này. Có thể nói rằng đây là chiếc tai nghe tặng kèm theo máy tốt nhất đến thời điểm hiện tại mà mình từng được trải nghiệm. Cái điều đầu tiên đó là cái cảm giác đeo trên tai cực kỳ gọn và nó rất là thoải mái. Đeo trên tai không hề bị cấn, không hề bị vướng với cái phần đuôi đằng sau này, nó không bị thừa ra ngoài quá nhiều. Cho nên là các bạn vẫn có thể đeo rất là thoải mái, và thậm chí là đôi khi mà trước khi đi ngủ đeo nằm nghiêng sang bên phải bên trái vẫn không cảm thấy được khó chịu. Đấy là những trải nghiệm của mình sau vài ngày mà mình sử dụng. Có một cái điều rất là thú vị nữa, đó là trên tai nghe đó, chúng ta sẽ có những cái vị trí lỗ nhỏ nhỏ ở đây. Đây chính là cái vị trí của những cái lỗ mic chống ồn. Có một điều khá là thú vị là với công nghệ Usonic trên chiếc tai nghe tặng kèm trên U11 thì nó có một công nghệ gọi là Active Noise Cancellation, tức là khử ồn chủ động.
Điều này có nghĩa là nó sẽ thay đổi cái vấn đề khử ồn cho bạn theo từng môi trường khác nhau. Ví dụ như các bạn sử dụng ở trong môi trường yên tĩnh thì nó sẽ khử nhẹ nhàng hơn. Còn nếu như các bạn sử dụng ở những cái môi trường ồn ào, ví dụ như là ngoài đường hay là chạm xe gì đó, thì cái lúc này mức độ khử ồn của nó sẽ được nâng lên để các bạn có một cái trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Mình không khuyến khích một chút nào cái việc mà các bạn chạy ngoài đường để mà sử dụng tai nghe, nhưng mình đã thử và mình thấy thực sự ấn tượng, bởi vì đôi khi mình bóp còi trên cái xe của mình, Exciter, các bạn biết còi to như nào rồi, mà cái tai nghe này vẫn khử ồn và mình không hề thấy khó chịu với cái tiếng còi xe do chính tay mình bóp ra. Nói về chất âm trên chiếc tai nghe này thì mình có thể nói là nó rất cân bằng và nó ấm. Nó không quá là nhiều bass giống như chiếc tai Beats, nó không quá là thiên chép giống như những cái chiếc tai nghe high-end mà các bạn bỏ ra phải tầm 3-4 triệu để mà có thể sở hữu được. Chiếc tai nghe này thiên về âm cân bằng, nó thể hiện rất là rõ ràng từng cái chi tiết như là âm cao, âm trung hay là âm trầm. Với cái việc mà nó khử ồn đi rồi ạ, thì khi các bạn nghe những cái tiếng âm thanh đạo cụ nhỏ, nó chỉ lắc rắc hay là những cái tiếng gió, thì chiếc tai nghe này vẫn đều đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của bạn. Nói chung ạ, là mình cảm thấy thực sự hài lòng với chiếc tai nghe USONIC này. Tóm lại thì với âm thanh trên HTC U11, mình chỉ có thể nói một câu, đó là mình thực sự hài lòng. Hài lòng từ loa ngoài, từ chiếc tai nghe kèm theo, hay thậm chí là mình sử dụng thêm một cái jack chuyển 3.5 kia để mà mình sử dụng với chiếc tai nghe Sony XB50, nó vẫn đều mang lại một chất lượng cực kỳ là tốt. Nếu bạn là một người quan tâm đến âm thanh thì HTC U11 cũng sẽ là một sự lựa chọn mà các bạn nên trải nghiệm, không nên bỏ qua đâu. Đó là những chia sẻ của mình về âm thanh và khả năng nghe nhạc trên HTC U11. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!